Bảo Bán Phở xin chào cả nhà thân thương từ nông trại ở Mỹ. Bảo Bán Phở đang ở đây đó là Oklahoma. Hôm nay Bảo Bán Phở may mắn được anh Thái chủ của nhà hàng Hương Việt, Thái dẫn Bảo Bán Phở đi tới nông trại này. Bởi vì Thái là cái người chuyên trùm luôn bán về các loại như là bò, dê, heo rừng và gà trứng non á. Những cái món rất là độc đáo mà người Việt mình yêu thích. Thái chuyên về những món này mà đặc biệt là tươi sống. Hôm nay thiệt là may mắn khi Bảo Bán Phở được đứng giữa nơi này. Cung đường đẹp quá. Trời ơi, như là cung đường du lịch vậy á. Ai nghĩ mà cung đường đi mua vô cái nông trại để mà mua dê đâu. Cái farm này người ta nuôi dê hay là có nuôi bò không em? Dạ, em nghĩ chắc nó nuôi dê, nuôi bò luôn á chị. Nó nuôi chắc nó nuôi là đầy đủ hết á. Ồ, đẹp quá ha. Khách mua gà về nè. Ôi, nãy giờ sợ bà Ký. Thật ra bà dễ cưng quá. Ông chủ đây. Ôi, mấy em gà Tây luôn, cưng quá, đồ đẹp quá à. Ôi, đẹp dữ vậy, nó giống con công quá à. Mẹ bà không phở nó con gà, con công. Mà không phải, con gà Tây. Wow, cái con gà này là nó, cái mùi giống mùi gì đó, mùi tài ơn là nó lên mâm á hả? Nó đẹp gì nở lòng nào. Nó như con công vậy, nở lòng nào cho nó lên mâm vậy. Tí má ơi, bên kia nó gà nhiều lắm. Đây, bên kia là nhiều lắm. Ôi, bằng kia ngựa, bò, dê, tùm lum la luôn. Ôi, ở công ta nghe đủ âm thanh ha. Ủa, anh cho ăn cái gì đây? Anh cho ăn cái gì đây hả? Bà kia cho chú ra đây vậy con. Cho chú ra đây dạ. Cưng quá à. À, em kia nó ngủ rồi nè. Cái chuông, cái kiển này người ta để làm gì? Để người ta cho nó ăn hay là sao? Ôi đồ nghề. Vì cái xe này để đẩy thức ăn hay sao vậy? Đồ nghề. Đi. Không lẽ. Cưng quá. Cưng quá vậy. Quỷ sứ. Đây, cái anh khách hồi nãy đã tạm biệt rồi. Liếm cái tay luôn á. Thân mật lắm. Mới liếm cái tay vào bánh phở nè. Thương lắm. Đây, Thái. Ông chủ Hương Việt quán. Thái là trùm về các món rất là đặc biệt, chuyên về bò nè, dê nè, heo rừng nè, gà trứng nè, đâu có ai có đâu, mà chuyên mà tươi sống luôn nha, rất là hiếm ở Mỹ này mà Thái là trùm về chuyên về các món đó. Đây, bây giờ chúng ta ngắm tổng quan của cái trang trại này ha. Ông ấy còn chơi xe nữa đó. Đó. Một cái nhà, mấy cái nhà này dài gì cả nhà ha. Đây, đây. Wow. Những em gà, rồi những cái phương tiện xe cổ, cây cố đồ đẹp lắm luôn á cả nhà. Thích quá ha. Cái gì, con gì nó kêu dữ vậy? Úp. Cái con gì nó đậu trên đây hay là hay là con giả vậy? Hay là con giả thôi? Có sao không? Ồ, không phải con gì hết. Cái gì đó thôi. Hết hồn hết dí à. Đó, tưởng rồi. Đây, mấy bà dê nè. Mấy em dê đây. Ôi, gà, gáy, ngỗng gì, dịch gì tùm lum la trời. Vui quá. Mày có biết tiếng trên Cao Bằng nó giống con này không? Có khác ngôn ngữ không con? Ôi, mấy em kia đang chạy ra nè. Hai bà luôn. Và kia nữa. Ô, hai em gà Tây nè. Hai em gà Tây đây nè. Ủa, cái này cái gì vậy ta? Giống như con cá khô á cả nhà. Nó to, nó đẹp. Ô, bà bò. Bà bò đằng kia có cái sừng dài đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Trời ơi. Ôi, trời ơi, hồn vậy. Ô, hay quá vậy. Hay.
Giỏi quá. Chào mừng khách đấy hả con? Thích ghê chưa? Còn em bò đằng kia kìa. Em bò cái sừng đó, nó lạ chưa? Nó dài mà nó dễ cưng quá ha. Nhìn nó hiền quá ha. Hai bà chó lăng quăng. Ờ, tự nhiên tới chuồng người ta cái gây sự với người ta vậy hả? Em dê đó. Em dê. Dễ ghét chưa? Đó. Thái bán từ Oklahoma, Oslo gì đó không biết nữa, Oklahoma cho tới xuyên bang luôn. Nhiều món, rất là nhiều món mà tươi sống xuyên bang trên toàn nước Mỹ, mà đặc biệt là về bang Texas mình. Nên là ai mà ở Dallas, Houston hoặc là các bang xa luôn là Thái ship hết hết luôn. Mà những cái món tươi sống như vậy nha cả nhà. Đó, ông trùm về thịt bò, thịt gà, trứng non, heo rừng. Đó, và dê. Nhờ Thái nên là bà bán phở mới có cơ hội được đi ở đây. Thích quá à. Con kia con gì vậy em? Nó kêu quá đời. Con ngỗng hay con vịt? Ồ, con đó là con, cái con đó hả chị? Ừ. Con đó là nó gọi là con gà ri á. Ồ vậy hả? Là sao mình á. Ồ. Gà ri đó. Mà sao nó to vậy? Đúng, gà ri bên Mỹ nó khác nha. Ừ. Mà sao nó kêu lạ quá. Đó. Ôi. Ôi mấy bà dê này cái sừng bá cao ha. Cái sừng ngon lành quá ha. Nhìn cái sừng nó cũng hơi khác cái con dê bên Việt Nam nhỉ. Cái sừng nó kìa. Này. Dễ ghét chưa? À. Đúng là bà dê. Tại sao người ta đặt nó tên dê là vậy đó? À, lúc nào nó cũng vậy á, ấy ấy vậy đó. Thứ quỷ gì đâu, mất lịch sự. Vui quá à. Con bò hả ta? Con ngựa hay con bò? Không biết luôn, con ngựa. Cái đuôi thì con ngựa. Mà cái mặt nó lạ lạ, nó nhiều hình nè. Nè, cái con này nó lạ ha. Nó như con bò vậy đó. Cái đuôi thì con ngựa, nhận ra bả nhờ cái đuôi á. Từ cái đường dẫn vào đây, cái cung đường, nguyên cái cung đường đó, nó đẹp mê ly luôn. Ở đây mà có flower cam bay thì còn gì bằng nữa, đúng không? Quá đẹp. Cái đuôi mới đẹp giống con công chưa? Ở phở mê hai cái con gà tây quá. Nó đẹp gì mà nở lòng nào cho nó lên mâm mùa tạ ơn vậy trời. Mà nó cái thịt nó ăn cũng chả ngon lành gì nữa. Đẹp chưa? Mấy bà gà ri kêu hoài à. Hai ông chủ đang bàn chuyện làm ăn. Hai em kia đang đó. Hai em kỳ chơi nhau dễ ghét chưa? Ôi, có cái nghề là nông trại này vui quá cả nhà ha. Wow. Trời ơi. Đó. Chim chóc bay lượn. À, có một món rất là đặc biệt luôn. Thái bán mà không có ai bán bằng luôn. Không, khách ăn hàng của món này của Thái rồi là không ăn được bất cứ của ai, cho nên cẩn thận. Trước khi mua phải cẩn thận nha cả nhà. Đó là món tiết canh dê. Dê mua ở đây rồi làm tiết canh luôn á. Tươi rõ nhưng mà Thái có cái bí quyết để mà cái tiết canh nó thơm ngon á, không có ai làm lại. Nó đôi lúc không có đủ hàng bán rồi. Cái điều kiện mà để mua được tiết canh là phải mua kèm món khác thì Thái mới bán được. Trời ơi, nó ngon, nó đặc biệt. Những ai mà ăn tiết canh của Thái rồi là không ăn được cái khác. Người ta dặn là khi nào có phải kêu người ta, đúng lúc phải giới hạn cái số lượng á để mua kèm. Để chứ giờ một con dê làm ra không mua kèm á thì nó lại không có đồng đều. Một con dê làm ra được có đâu khoảng 5 đến 7 phần thôi. Đó, nó ít lắm. Ồ, có chiếc xe này ngộ chưa? Khoái ghê luôn á. Đó, trời ơi, nhiều xe chuyên dụng trong các nông trại á. Bọn phở mê, thiệt là mê luôn. Ủa, cái này là sao ta cho cái chuồng nó, cho nó vô cho nó ấm á ha. Đó, đẹp chưa?
Giờ nghĩ lại thấy mắc cỡ ghê. Và đó giờ bọn phở cứ nghĩ rằng là người ta nuôi nhốt rồi thôi, chứ thật ra đất của Mỹ nó rộng quá mà. Thế là người ta nuôi thả là chính, nó cũng thuần, nó cũng khá là tự nhiên á. Ủa nhưng mà sao cái con gà Mỹ mà thấy nói là cái trang trại gà mà thấy chê dở không ngon á, con gà không ngon là người ta có nuôi nhốt hay nuôi thả ta? Mà sao thấy cứ bên Việt Nam mình nuôi nhốt kinh khủng quá mà qua Mỹ này thấy nuôi thả. Để bọn phải hỏi Thái coi. Lên xe ngồi quậy phá. Wow, một cặp ngựa trắng dễ ghét chưa? Dễ thương chưa? Xa xa là em bò. Trời như trong phim vậy cả nhà ơi. Hai em dê mới vừa gọi là gì á, đấu nhau. Dễ cưng quá. Thằng kia sao chim chóc bay lượn vậy? Vui quá vậy. Vui ha. Là sao? Giống như là nó cho là mấy cái nó làm như là cho mấy cái con này nó ấy thôi. Nó vui thôi. Dạ, đó dạ, hả? Dạ. Ồ, chui vui thôi. Cho tinh thần nữa ha. Sức khỏe tinh thần đó. À đây ảnh đánh nè. Ồ, cái nó trả lời kìa. Đó. Vô. Gà này gà mái anh chị, gà mái với gà mái trứng non nè. Gà mà em chê nó không ngon á là người ta cũng nuôi thả hay người ta nuôi nhốt? Gà nó nuôi cũng nuôi thả luôn, nhưng mà cái thịt nó trong nó cho ăn cái đồ ăn công nghiệp á. Ờ đồ ăn. Còn cái này là ảnh nuôi trứng non vậy là ảnh gà, gà này gà đẻ trứng. Ui, trắng á. Ý. Trời ơi tiền không á con. Nói gì không hiểu lắm. Ê con bò kìa. Con bò dễ ghét chưa? Ê con dê. Đánh số thứ tự. Đánh số 60024. Con mã số đàng hoàng. Dễ ghét không? Cái bụng nó bự vậy nó có bầu không ha? Có bầu không con? Ê trời ơi ba ỉ, đồ quỷ sứ. Trời đất ơi. Ý. Bắt dễ dàng vậy. Ủa con gà này con gà gì đâu phải con gà ri đâu. Gà sao á chị. Gà sao. Gà ừ. Gà sao á. Ừ. Gà này ngon lắm. Vậy hả? Dạ, gà là thịt đứa này ngon. Ủa, nó dai hả? Dạ, thịt đứa dai dai ngon. Ồ. Ý, ý, sao cắn đôi giày người ta? Trời ơi. Chiền không á can. Dễ cưng quá. Bà giật xin. Cho chị cầm nó chị chụp hình với. Chụp cho chị con dịch với lại cái hình này đi. Rồi cảm ơn em. Ờ chụp chị tấm hình. Wow. Đã chưa? Bà bán phở vừa được chụp hình. Chúng ta thấy cái hình thu nhỏ là bà bán phở vừa chụp xong với em dịch. Con công hả? Wow. Ôi, em ngựa mà nó như con bò, cái da nó như con bò, cái lông như con bò, cái nhà thấy không? Cái đốm hình hài của nó đó, thấy lạ chưa? Đó, đẹp quá à. Dễ ghét chưa, cái bò này lạ quá. Ô, con công, sao nó xù cái lông lên? Làm sao nó quay cái đuôi nó đẹp đây? Ô. Yeah, he just now turned old enough to start dancing. Yeah. Khi nào nó mới dance? Khi nào mà nó, yeah. Mainly during breeding season. Oh. Đẹp chưa ba con luôn. Next month it'll start. Con màu con trắng đẹp quá hả? Con màu bên phải đẹp hơn. Yeah. Đẹp quá. Trời ơi, nay con chú quánh. How much for the big one?
The blue is 200, the one in the middle is 250, and the đẹp one in the middle is 300. The white. Mấy em gà. Yeah, gà này ngon lắm nè. Ồ vậy hả? Gà này ngon nè. Gà cái chân đen nha nè. Ừ, thịt nó có đen luôn không? Không, thịt nó không đen gì nó cái chân nó đen thôi, nhưng mà ăn thịt rất là ngon. Wow. Yeah. Mà em bán chuyên gà mái dầu trứng non được có bán gà này không? Có gì. Cũng bán luôn. Sometimes là ví dụ mà em đi là em báo với khách là em lên cái farm đó thì họ đặt gà. Họ đặt thì em sẽ lấy. Hay quá. Bao nhiêu con thì họ sẽ đặt em lấy. Bên đây nó có một cái hồ nữa. Ôi đẹp quá. Trời ơi, rồi những hàng cây, những cái hồ, rồi những em thú. Trời ơi, dễ ghét, dễ sợ luôn đằng kia đó. Ôi, em leo lên cái máng như vậy đó hả? Ôi, leo lên vậy đó hả? Dễ ghét chưa? Ôi, nó đẹp làm sao đâu. Wow, bay cái phốc lên. Ôi, mê quá cả nhà ơi. Ôi dạ, lần đầu tiên bà bốn phở được đi tới cái chỗ nông ước mơ bao nhiêu lâu nay. Nó còn con gì vậy? Bò sừng dài cái gì? Con bò mà sừng nó dài là cái giống bò đó ha. Cái giống bò nó như vậy ha. Dạ đúng rồi chị. Ừ. Bây giờ mình tiếp tục đi qua thêm một nông trại nữa hả? Ừ, đó con bò sừng dài đó, bây giờ mới hiểu nè. Hình như cái sừng nó dài. Dễ ghét chưa? Rất là hân hạnh khi được đi cùng với em nha. Cảm ơn em nha. Bye bye nha. Bye bye. Ok, thank you. Tạm biệt farm này nha. Bà không phải đi tiếp một farm nữa cả nhà ơi. Ôi, cảm ơn Thái rất là nhiều nha. Một cái trải nghiệm rất là đặc biệt, ước mơ bao lâu nay của bà bón phở luôn đó Thái. Nhờ gặp ông trùm về bò, dê, heo rừng. Heo rừng mới ghê chứ. Heo rừng và trứng gà. Gà trứng non. Gà mái dầu. Gà mái dầu mà có trứng non đúng không? Đây. Đó, cái đường nó đẹp vậy đó cả nhà. Và đẹp hơn nữa. Mê ly luôn. Thái thấy, thấy ship hàng á là chỉ có nghe Thái nói là ngoài ship xuyên bang đúng không? Yeah. Còn gần gần là Thái đi tới Texas luôn hả? Dạ em đi tới Texas rồi mấy cái bang vùng lân cận Oklahoma hay gì. Giống như đi em đi Arkansas, em đi Kansas. Là mấy cái vùng lân cận xung quanh ở đây. Dạ. Hay quá ha. Hình như là bên trái là đường ray xe lửa đó cả nhà. Cái đường ray nó có khi nào cái đường đẹp quá vậy. Cái đường ray bình thường hay là cái đường ray nó nối với lại nông trại ta? Nãy không biết thấy hả? Dạ. Ô cái đường ray xe lửa. Ôi bò bóng phở tiếc quá, bò bóng phở mà có flycam đó. Trời ơi, chỗ này được phép bay flycam đó. Dạ đúng rồi, được chị. Ôi tôi tức cái flycam của tôi quá à. Cái farm mình sắp tới đi nó có gần, nó có cách đi khoảng bao nhiêu cây số em? Khoảng 20 mile. Wow, xa dữ vậy á hả? Nhưng mà nó cũng trên đường mình về. Nó lớn hơn hay nó nhỏ hơn? Lớn hơn chị. Ồ nó lớn hơn cái farm vừa rồi luôn hả? Lớn hơn nhiều lắm. Ồ vậy á hả? Gấp mấy lần? Chắc là gấp mấy chục lần á. Trời ơi, đã vậy. Ủa đúng là những cái gì hay nhất, hấp dẫn nhất vẫn là phía sau video. Giống như là Verdes vậy đó ha. Thích quá hả? Ủa cái này cái gì vậy? Đừng nói nghĩa trang nha. Nghĩa trang đó chị. Wow. Tí má ơi, tôi quay. Tôi thấy đẹp, tôi quay ai về nghĩa trang. Wow. Cái đường vô farm lại tiếp tục đẹp. Hình như cái đường vô farm nào nó cũng đẹp hết đó Thái. Dạ. Đẹp quá à. Đọc. Cũng hơi chiều rồi ha. Dạ. Hơi trễ rồi. Mong là kịp công việc của Thái. Đó, cái hộp thư. Cái farm này lúc trước là cái gì? Con heo, con heo hả? Dạ heo đấy. Ông má ơi, heo này là heo rừng hay là heo? Dạ không, heo và heo rừng chị.
Ủa, giống như heo, giống như là heo heo tộc vậy. Ờ, cũng nuôi thả rông vậy đó hả? Dạ, đây là thả rông hết á. Tí má ơi. Vô đây là thả rông hết trơn. Ê heo, mày làm tao nhớ Cao Bằng quá mày. Heo. Trời ơi. Quay ai vô Cao Bằng phải không? Có quen không? Ồ, ôi ơi, chút nữa cho chị chụp hình với lại cái cây rơm này đi. Tôi mê cây rơm này bữa giờ. Ô, đã quá. Ồ. Trời, cây rơm, bó rơm nào nấy nó khổng lồ cả nhà ơi. Rồi nó nhìn kìa. Quỷ không? Đẹp quá, một bà dê dưới cái cây rơm. Trời ơi, một cái khung cảnh vô cùng đẹp. Trời ơi, tôi mê rồi đó. Ôi, một bầy dê. Ôi, nó chịu khó ăn cái rơm khô thương quá ha. Ê, sao mày không ăn lá non như dê Cao Bằng mày? Dê Cao Bằng nó leo lên núi, nó ăn lá non. Cực khổ lắm luôn á. Ôi, má ơi. Phía trước nè, trời ơi, con cừu. Ủa, cái farm này đã quá em. Hiền chị, em giấu chị nha. Ôi, Vodest ở phía sau mà những gì hấp dẫn nhất là còn ở phía sau nữa nha cả nhà. Trời ơi, Hèn chi ông dẫn mình đi cái farm này sao. Đã quá. Mê ly luôn. Trời ơi, cưng quá. Nó chặn đường luôn, nó dẫn đường luôn kìa. Đây là cù mình đó, mình đó là cù. Xin chào mấy em cừu. À, một bà heo. Chú heo chân cừu đây hả? Ai heo chân cừu nghêu mãi. Trời ơi, ôi có một cái mùi bốc lên không hề nhẹ cả nhà ơi. Hỏi chi mà tôi quay mà hiểu được người truyền tải được cái mùi thì thôi rồi luôn á, bỏ chạy hết. Đây gà sao đây đó ha. 2, 4, 5 em. Ôi ôi, chú heo chân cừu của tôi ơi. Đó, chạy trong xe thấy vậy đó cả nhà. Thích chưa? Ôi ôi, mê ly luôn á. Trời ơi, đẹp quá. Farm này lớn lắm. Mê quá đi. Trời ơi, ai cứu tôi với, cho cái sự mê của tôi. Sao giờ tôi mê quá rồi sao đây? Đây, phía trước nữa kìa. Ghê chưa? Em chút nữa em hỏi ổng giúp chị cái đó là cái cỏ hay là cái gì, cỏ khô. Chắc là cỏ khô chứ không phải rơm đâu cả nhà ha. Trời ơi, má ơi, xuống chứ. Con cừu hả? Này là cừu hay dê? Cái này là cừu dê bò ở trong đây đủ hết. Chung luôn. Dạ, à bà kìa. Còn phía trong sâu nữa hả? Wow. Ở đây tới mấy ngàn con mà. Trời ơi, quá đã. Cái gì? Kiếu gì? Rồi hiểu ha, cả nhà hiểu rồi ha. Phở phở không cần diễn tả. Trời ơi, mấy ngàn con luôn. Cái bà cừu kia cái lông bả lạ ghê luôn á. Đẹp quá. Cái mấy con gà sao này mày rộn ràng quá sao. Cái giờ ai kêu tôi đó. Ủa, mày con dê hay mày con cừu? Mày con dê hay mày con cừu vậy? Có đánh số hết rồi cả nhà. Ủa, cái con dê với con cừu nó kêu giống nhau vậy cả nhà. Ủa, rồi cái con đó là con dê hay con cừu vậy? Sao nó có cái lông giống như là con cừu? À, con dê mà cái lông nó dày, không phải con cừu. Cái tiếng nó kêu con dê mà. Con cừu cái lông nó dày hơn nữa bà bán phở. Ông chủ đã tới rồi, dễ thương quá. Trời ơi, quá xá lớn. Đẹp quá. Ôi, em cừu ơi. Đó, cái lông con cừu đó. Tí má ơi. Quá trời đông. Kia em bò kia. Cái con bò đó, cái hoa văn đó, cái da nó lạ quá cả nhà. Nó rất là đẹp lạ. Ôi, bên đây nghe mấy bà gà quánh nhau. Trời ơi, quánh nhau gì vậy? Quánh nhau gì đấy? À, bà gà sao nè? Bà gà Tây nè phải không? Hay là gà sao? Con gà Tây đó hả? Mà sao nó nhỏ hơn cái con hồi nãy nhiều ha? Con lớn con nhỏ thôi. À vậy hả? Là chủ.
Một đàn gà luôn. Xó xa xa là cái rơm kìa cả nhà. Nghĩ ghét chưa? Không, nó không canh cái gì, nó mổ mà. Ghê vậy. Chơi này. Mày cắt lại tao. Dễ cưng chưa? Bà heo ủng ỉnh rồi bà gà tây. Trời đất ơi. Ở bên đây nữa. Đó, bà heo kìa. Trời ơi, nuôi thả rông hết trơn luôn á. Trời ơi. Đây, tất cả là tự nhiên thả rông. Đây. Trời ơi. Bà heo kia nữa. Trời, bỗng phải không quay uổng kìa. Bà mới thân thiện ghê á, tất cả các em ở đây đều rất là thân thiện luôn á cả nhà. Hello. Ấy, trời ơi, mới giờ khi em thân thiện cái em cắn chị vậy. Ấy, no no, ôi, oh no. Ơ, ấy, 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 ấy. Mình mua là cái sao? Dạ, có nghĩa là mình vô á, mình thích con nào á, chọn nó, mình chọn được con nào mình chỉ là nó bắt nó làm cho mình. Ờ. Tươi sống vậy luôn rồi về em làm liền luôn vậy á. Dạ, tươi rói. Tươi rói luôn ha. Dạ. Quá đã. Rồi, đứng trên đây. Heo, gà, vịt, dê, cừu. Trời ơi, cái nông trại này đã quá. Xa xa kìa, ảnh đang làm cái gì vậy? Nó đi xúc mấy cái phân nọ chị. Ồ, có cái hồ, ảnh đào cái hồ để có nước kìa. Ồ, đẹp quá. Trời mê ly thiệt, đứng đây thấy cái nông trại nữa kìa. Thấy cái chuồng kia, rồi mấy em gà đây. Trời mê quá. Mà gà kể cả gà ngon hay gà dở đều phải nuôi thả vậy hết á hả? Dạ, gà ở đây thì họ thả lan vậy nè, thì nó giống như là nó đi lan, nó ăn tự nhiên hơn. Nó ngon hơn, còn hơn gà nuôi thì nó bị ấy lắm. Gà nuôi nó nhốt á, thịt nó không được săn chắc. Ủa, vậy cái con gà mà em chê dở là nó nhốt hay là nó thả? Dạ, nó nhốt, nó cũng thả, nhưng mà nó thả trong một cái khu vực nhỏ thôi. Nhỏ hơn. Dạ. Nhưng mà nó cho thức ăn không thức ăn cũng dạng có thức ăn công nghiệp á. Ồ. Nên nó cho ăn nhiều. Vậy á là người ta nuôi đều thả hết á, thả ra trong cái chuồng, cái khuôn viên, chứ không có ai mà nuôi á là trong cái không biết tại sao ở Việt Nam lại gà Mỹ nhập cư vô lại nuôi kiểu là trong trại, trong chuồng hết trơn ha. Trong cái chuồng trại, trong cái lồng á, mà nó động một cái tỷ lệ nhiều vậy, rồi hỏi sao mà nó không bị bệnh tật. Chúng ta thấy không, cái tỷ lệ dưới đây nó cũng rất là thiên nhiên, cho nên nó nhiều nữa, mà một cái diện tích nó khổng lồ. Còn tại sao ở Việt Nam người ta phải dùng thuốc rất là nhiều luôn. Rồi ôi, cái dư lượng thuốc kháng sinh, rồi kính thưa các loại thuốc trong quá trình nuôi á, nó kinh khủng khiếp thiệt. Ủa, như vậy ở Mỹ người ta có nuôi lồng giống như là ở Việt Nam không ta? Có chị. Cũng có hả? Những cái trại lớn á, họ nuôi công nghiệp á là họ nuôi nhốt không à. À. Nuôi nhốt. Vậy là Việt Nam mình học cái cách nuôi đó. Ừ. Nên là cũng nuôi nhốt giống như Việt Nam cái vậy đó hả? Gà của Mỹ nó hay ăn á. Ừ. Nó chuồng ăn gà mềm thì gà là gà công nghiệp á. À. Cái gà dai này. À, gà này gọi là gà dai á hả? Là người châu Á thích ăn thôi. Dạ. Ừ. Nó mắc hơn nhiều đúng không em? Dạ, nó mắc hơn. Ừ. Còn gà mà nuôi nhốt mình chưa có thấy. Em có thấy nuôi nhốt bao giờ chưa? Em có đi một lần rồi. Ồ, vậy hả? Em có đi một lần rồi. Cũng nuôi nhốt trong chuồng giống như bên Việt Nam nuôi công nghiệp hả? Dạ, nó cho ăn giống như là cái vô đó, là có nghĩa là
nó tắt đèn hết. Ồ, nó tắt đèn hết, nó không mở đèn. Là coi như là nó ép con gà nó tắt đèn, nó giống như là cho con gà nó ăn, nó không cần biết cái thời gian nữa. Là nó ăn, nó chỉ có ăn thôi. Ừ. Dạ. Ngộ ha. Giờ mới nghe cái vụ tắt đèn nó. Cái con gà nó nuôi chừng 6 tuần là nó bán thịt rồi. Vậy con gà này người ta nuôi bao lâu? Con gà này, mấy gà này có khi có năm mấy á chị. Wow, trời, giống núi đá vậy. Dạ. Vậy hả? Dạ, có khi năm mấy á. Ồ. Hay quá ha, giống đó. Ở Mỹ mà ở đất rộng như thế này người ta vẫn có một cái cách nuôi rất là sao ta, rất là núi đá luôn chứ đừng nói mà Việt Nam. Ủa bà gà sao bỏ bay kìa. Đó, một chiếc gà xe. Ồ, nó bay giờ mới thấy á. Ừ. Một chiếc xe của khách tới mua đồ nữa. Hả? Ôi, bà bay lên mấy nhà kìa trời ơi. Đó, đi má ơi, bỏ bay lên mấy nhà kìa. Đi tham quan được một vòng nữa hả? Ồ, bà không phải tính kết video chứ ai về đâu. Thấy nó đi chở được đi một vòng tham quan nữa. Còn gì bằng. Đó, đây là cái chỗ mà Thái mua hàng thường xuyên. Ừ. Đó, con gà, ý giống gà tre Việt Nam, con gà Việt Nam. Đúng rồi, gà đá. À. Đó, bà gái y chang như Việt Nam luôn. Ở đây ai mà nghĩ là ở Mỹ ha. Lần đầu tiên được khám phá cái nông trại ở Mỹ mà cái về nuôi này nữa, trời ơi. Thích quá, bà Bố Phở còn một ước mơ nữa. Đó là khám phá về làm nông nghiệp đó. À, mấy bà tính đi theo tôi. Một đám ở trên kia nhảy xuống đây rồi đó. Bà tính đi theo tôi sao trời. Thử coi bà có bay được không nha. Bà có bay không? Sợ không? Sợ không? Sợ không? Không sợ. Công nhận mấy con ở đây nó thân thiện thiệt luôn á. Nó thân thiện rồi nó đá bà Bóng Phở một phát. Qua bên cái nông trại này bà Bóng Phở được vinh hạnh hơn là con gà Tây nó đá bà Bóng Phở. Ban đầu thấy bà gần gần tưởng đâu là bà thân thiện, ai về bà quánh tôi trời ạ. À. Có lẽ là bà ganh tị với cái nhan sắc của tôi với bà. Gareth, I thank you. See you later. Bây giờ chúng ta đi một vòng nha cả nhà. Ôi trời ơi, một bà dê, bà té từ trên cái đống rơm, ủ rơm, bà té xuống cái đùi. How are you okay? Từ từ. Tạm biệt các em dê. Ồ, tạm biệt em dê, em cừu. Phải nói tiếng dê nó mới hiểu. Tao nói tạm biệt đó, hiểu không? Con cừu người ta nuôi làm gì ta? Con dê thì thịt được, còn con cừu thì sao? Người Trung Đông họ thích ăn cừu lắm. Đúng rồi, quên. Oh, wow, đi được qua một vòng mừng. Ô, con dê con kìa, cưng chưa? Hai em dê con cưng chưa? Dễ tới ghét quá. Ô, một hình ảnh đẹp chưa? Em dê dưới bóng cây, xa xa là em ngựa em gì nữa kìa. Ô, đẹp quá ha. Đó, xa xa nữa là những cái ụ rơm. Đẹp ơi là đẹp. Tạm biệt ba mẹ con em dê. Đi tới đi tiếp đây. Ô, những cái cây này đẹp quá ha. Toàn đồ chơi của mấy anh. Kiểu du mục không à. Dễ ghét chưa? Đã quá. Đây là nó bán bồ câu nè. Ồ, có bồ câu luôn hả? Bồ câu, có thỏ nữa. Trời ơi, bồ câu, thỏ luôn, tí má ơi. Trời ơi, mai mốt lại có món tiết canh thỏ nữa. Hai em dê, đi theo. Đi theo anh Thái kìa. Dê hay cừu vậy? Cừu gì? Một cừu, một dê hả? Con này cừu hết. Hai con cừu luôn hả? Dạ. Ôi. Trắng muốt à, đẹp ghê ha. Đẹp dễ sợ. Rồi, đây, bồ câu đây. Ừ. Ủa, bồ câu ra ràng rồi đây. Dạ, đây ra ràng. Ừ. Xe nhỏ. Ừ. Vô luôn hả? Dạ. Nuôi con gì? Chim cắt lỏ. Hai bà cừu đi vô luôn. Dạ. Tí má ơi. Đây nó nuôi gà nè, chim rồi cút nè, có cút nữa nè. Ủa.
Cúc chim cúc. Chim cúc. Em bồ câu. Bồ câu lớn. Bồ câu lớn trong này. Ra. Cả nhà ơi, có những đoạn phim mà bầu bóng phở phải vừa quay vừa nín thở đó cả nhà. Thương bầu bóng phở không? Vui quá à. Mê ly chưa? Ồ, ta nói nó đẹp quá cả nhà ơi. Ước gì có thời gian bầu bóng phở chỉ mỗi một việc là lang thang nơi này, trò chuyện với các em, trò chuyện với muôn thú nha. Đó, cưng quá à. Ý, con chó nó sủa, bầu bóng phở tính chạy cho nhanh để Thái mất đỡ bắt công chờ chờ. Bầu bóng phở chạy mà con chó nó sủa, bầu bóng phở sợ quá. Hy vọng là có sao không ta? Muốn quay cận cảnh mấy em dê ăn cái cỏ. Ở bên chuồng kia cũng có nhưng mà nó ngược nắng, quay không có đẹp. Ở trong chuồng người ta bỏ ủ cái rơm này vô luôn. Các em dê đang ăn cưng lắm. Ngoan nha Ki. Ngoan nha. Sợ quá. Thôi đây, không sao, ổn rồi. Đó, hồi nãy lúc vô bà bóng phở thấy nè. Đó, cưng chưa. Ủ rơm, có mấy cái cây. Sao lại đi chỗ khác dạ? Trời ơi, khinh người quá dạ. Người ta tới quay mấy người ăn, mấy người đi rồi tôi quay ai? Trời ơi, mấy em dê này không có chọn lá non ăn ha. Tại người ta nói dê nó chọn lá non nó ăn mà. Còn này á, ăn cỏ khô luôn. Cưng không? Đó. Ôi đẹp. Ta. Dễ ghét không? Khinh người không? Bà ăn nghe cái tiếng xào xào luôn rồi, nghe tiếng chim hót líu lo luôn cả nhà. Dễ ghét ha. Trời ơi, đó, Thái đang chờ bà bán phở ở đây. Con dê nó có cắn không? Không gì. Con dê này nó hiền hả? Yeah. Hello. Cảm ơn em dê ngoan hiền nha. Để bà bán phở quay gần cho mọi người xem. Đây, cái cuộn rơm, cuộn cỏ khô. Đó, người ta quấn rồi. Đó. Người ta có cái bọc màng lại. Đó. Vậy thôi, cái cỏ nó là vậy nè. Bọn không biết nó là cái gì như cả nha. Đó, chỉ biết là cỏ khô vậy thôi. Mình hay gọi rơm là từ lúa. Đó. Đẹp chưa? Cưng vậy đó hả? Không có sợ máy quay hả con? Cảm ơn nhiều nha em dê. Anh khoét một lỗ sâu anh ăn vậy đó. Thương ha. Mùa đông có khác ha. Ngon đầm chưa? Rất là ngon luôn á. Sương ơi là sương. Giảm. Mấy em dê Cao Bằng mà nghĩ thương em dê này nha, em dê Cao Bằng. Đó, người ta ăn vậy đó. Có ai như mấy người kiến cá chọn canh. Con chó mà như con cọp vậy cả nhà, hết hồn à. Lại ăn nữa. Không biết được vậy ta. Yeah. Lần nữa, được, biết rồi. Yeah. Wow, chiến thắng rồi. Rồi qua đây sẽ có tấm hình đẹp với em dê. Ngoan nha. Thôi. Đó, chúng ta hình dung chưa? Nó to như vậy đó. Nó cao chắc khoảng 1 mét hơn. Đã ha. Rồi, cuối cùng cũng được tự leo lên đây được. Đây, cả nhà nhìn đây. Là cái cụ này nó hơn 1 mét. Bọn Phở nghĩ là cỡ 1 mét 2. Là bởi vì nè. Đây, bọn Phở đứng ngay đây. Đó, nó cao gần bằng. Nhưng mà dĩ nhiên cái chân bọn Phở nó không nó hơi cao hơn cái đó. Wow. Bè. Xuống nha em dê, đừng có sợ nha. Xuống nha.
Chị xuống nha em dê. Ôi xin lỗi em dê. Em dê rất là ngoan không có sợ. Cả nhà thật sự là mãn nguyện. Cảm ơn Thái rất là nhiều. Bây giờ thì bà bán phở xin tạm dừng video này ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.